bạn, mình tên là Nghĩa và hôm nay mình sẽ chơi Battlefield 4. Và hầu như các bạn cũng đã biết mình, nếu mà trên cái base thì mình kêu nó một cái biệt danh gọi là Đại Bàng. Thực chất là từ cái game mà mình chơi đó là GTA 5. Thì thực chất là mình thường mình chơi Battlefield 4 nhiều hơn GTA 5. Nhưng mà đến nay thì mình có công cụ làm video clip thì nó dễ hơn nhiều rồi. Thì mong các bạn sẽ thích video clip và ủng hộ mình trong thời gian tới. Và hiện tại thì mình đang bắn một cái phòng Conquest Lord 64 người, rất là đông. Và tụi này bắn rất là háo, thế nào nấy cũng mạnh ai nấy bắn. Và bắn rất kinh, nhiều lúc mình đỡ còn không kịp. Nếu mà nói thì mình cũng chơi Battlefield cũng khá là lâu rồi thì. Nhưng mà bên đây thì bên bản mình đang chơi bây giờ là bản một PlayStation 4. Và mình mới bắt đầu chơi cách đây ngày. Thì bây giờ mình cũng đã unlock gần hết rồi. Về sniper rifle thì mình đang dùng cây M4A5. Cây này bắn nhanh, khá là nhanh, nạp đạn rất là tốt. Nạp đạn nhanh và gọn, bắn rất là phê. Kiểu như mình thích nhất là cái cây Gold Magnum. Trong cái game này thì hiện tại mình chưa có unlock ý gì. Nhưng mà chùa đồ của bố. Mấy em không được double kill. What the fuck. Thì mình thấy Gold Magnum trong game này là bắn bá đạo nha. Rất là tùy theo má đồng đội thúc bụng vợ là không bắn mình xong rồi nữa. Giờ nó hồi xem mình cái gì nữa trời. Ăn bom đi. Và mình sẽ lên xuống đây trước đi ha. Thì sẽ ý một thằng ý gì mà không biết được bắn chơi nguyên băng đạn luôn. Luôn xuống luôn và liền. Gì đây coi không? Một thằng. Vừa là đóng trời. Ghét nhất trong game này mà chơi nào chơi bom choáng nha. Nhiều lúc mình không thấy gì hết, nhất là đang làm sniper mà tụi nó cứ chọi bom choáng nhưng bắn thấy đéo nào được. Mày thì nằm ở đó mà nằm. Game thế này mà nằm. Hai chú nằm. Mấy thiếu này sao khó nằm á. Game nó đã căng thẳng rồi, mà mấy thím thì cứ nằm ra cái tưởng hưởng thụ. Vợ là bắn ở đâu vậy? Ý được hồi sinh nè. Vừa mới được hồi sinh lâu lâu mới được hồi sinh được một lần. Ý snap Whisker phát chúng luôn. Quá chuẩn. Ôi, vừa mình vừa mới unlock cái laser sight của M4A5. Có sniper. Sniper đừng đùa với tôi. Ôi, đâu ra vậy? Hiện tại thì mình đang bắn hardcore Conquest Lord 64 người chơi. Bên đây rất là đông và bắn rất là kinh. Đi con. What the fuck? What the? Rõ ràng là mình bắn cái đầu nữa chứ mình thế này. Rõ ràng. Mình sẽ đi xem thế nào nữa. Nó dân chung đông á. Hardcore nản nhất cái vụ friendly fire. Đọc đội cứ đèo nhau và hiếp thối ngàn. Vô lên, vô lên. Ý gì. Ui, có sniper. Chúng luôn. Hiện tại thì đội mình em nó đang bị chiếm lại rồi. Cái map này mình hay đi chơi mấy em mình gọi là map hiếp dân. Kiểu như là các bạn chỉ có 3 điểm mà thôi. Các bạn mất hết 3 điểm mà coi như là các bạn bị hấp tập thể. Team đội nó sẽ chuyển sang nó tấn công thẳng vô tới nhà của bạn. Rồi đâm ra mọi khứ rồi bạn cố gắng đều rồi như đổ vỡ. Và tới lúc đó thì không còn cách nào khác để về rồi. Chắc mình sẽ spawn đây để coi nào sẽ có ai ngoài đây không. Chết hết rồi. Ý sniper. Ủa nó đâu phải sniper, nó là recon mà mày cầm súng càng đúng áo lòi luôn. Ui một đống nó sniper luôn. What the
Mẹ, what the fuck anh Nguyên. Ê, mình vừa mới hồi sinh. Nãy mình vừa mới ăn nguyên cái quả RPG ngay mặt. Đúng thốn đi. Chưa bao giờ, như bây giờ. Đang bắn ngon lành, chuẩn bị nguyên một bầy sniper. Kiểu như là mình chuẩn bị vừa mới gặp một cái chỗ bắn rất sniper. Chỗ bắn có nhiều sniper để bắn. Thì thường mình thấy sniper bắn rất là dễ. Tụi nó chỉ đứng yên thôi, mình không chưa kịp thấy gì bị ăn nguyên quả RPG rồi. Đáng lẽ này phải được hai sợi của ta. Thầy thì sniper. Có anh nào xuống sniper coi chừng nha, bye bye. Ôi, what the fuck. Vừa rồi mình vừa chết đúng nhảm luôn. Và để coi nè. Một đống đây luôn. Quá trời luôn. Ý, trúng. Quá hay. Má, đồng đội tốc bụng nha, ghi nguyên một phát ngay giữa sọ. What the hell. Để coi nè. Ôi, một đống thanh niên đang nằm đây. Nằm giữa đường. Ý, có sniper, có sniper. Headshot, that's right. Ok. Nhiều thanh niên muốn nằm quá. Kiểu như là bạn bắn mà thấy địch cứ nằm là biết có dễ bắn. Tụi nó kiểu như là một cái mục tiêu rất là dễ nghe để ngắm. Thì thường bắn những mục tiêu nào di chuyển thì nó khó hơn nhiều. Nhưng mà đối với di chuyển nằm thì nó rất là dễ. Bắn là phải chung luôn. Thì coi nào, có ở đây nữa không? Mấy thiếm được chơi khiên. Giờ này chơi khiên. Nói chung là khiên thì cũng được. Nhưng mà vấn đề là nó lộn chân ra. Bắn kiểu gì cũng chết. Trong nhất là khi em đây đang bắn hardcore mà. Ôi, một đống luôn. Rồi, nãy giờ bắn hụt. Sniper nó nhanh. Ý, miếng chết. Trúng. Ôi, ra qua. Ý, nó nằm xuống, Sẽ có nào đây nữa không? Ý, có sniper. Ôi, thằng này hên vờ lờ ra. Bắn gì mà nó né vô cái đâm ra mình bắn hụt. Ý, quá đẹp, một cú quá đẹp. Cứ như đá banh vậy. Một phát, bùm, headshot. Quá đẹp, headshot. Quá đẹp. Thua phải hay sao? Ui. Tụi nó bắn rác quá, bắn rác. Ui, có thiếm một lớp. Vừa là ồ, trúng luôn. Đa phần thì trước giờ mình quen bắn súng ngắn rồi, cho nên ít khi nào mình chơi các class khác như là Engineer, Assault hay là Support. Thường thì Sniper nó dễ trúng hơn, tại mình cầm chỉ có nồng tâm rồi này nọ, bắn một phát là trúng luôn. Còn đa phần cái kia thì vẫn là mình khá là khó bắn, kiểu như là nó có độ giật rồi. Kiểu như rồi nó bắn rất là bắn xa rất là yếu, hoặc là bắn tùy mức độ thôi. Cho nên mình ít khi nào chơi mình thường bắn Sniper nhiều hơn. Nếu mình mới level 14 thôi thì mình cũng đã unlock được cái cây toàn bộ súng trong game này trong vòng chưa đầy 2 giờ. Đó, vừa mới unlock được cái SRR61 và mình hoàn thành luôn rồi. Wow. Thì nếu một lời khuyên cho các bạn nào đang chơi game Battlefield 4 mà nhiều kiểu như trên PC hoặc là trên PC hoặc là cái hệ next gen như mình thì rất là dễ, các bạn chỉ cần ráng bắn tập trung cao độ và giờ nhớ những lúc mà các bạn, nếu mà các bạn có đăng ký premium ấy, thì nó sẽ có những cái đợt kiểu như là boost tăng kinh nghiệm nhân đôi, ví dụ vậy. Vì nếu mà các bạn có một cái thẻ nhân đôi 200% kinh nghiệm thì các bạn nên sử dụng, thì nó sẽ cộng thẳng kiểu như 200% và nhân cho 2 nữa, có khi nó lên tới một ván các bạn bắn lên tới 400%. Ngoài ra thì các bạn nên bắn những cái map nào rộng, cũng không bắn rộng, map vừa thôi thì các bạn dễ chạy hơn, và tiếp nếu mà các bạn tiếp xúc được nhiều kẻ thù hơn thì các bạn sẽ giết nhiều hơn. Chẳng hạn như mình thì mình cứ cắm trại trong cái map Operation Metro tối ngày và cái thế mà bắn tới bắn lùi,
Thì bởi vì cái vụ mà mình được unlock súng nhanh là cũng chuyện bình thường, quá là bình thường luôn. Một phát headshot. Ý, tôi đang dùng cái DMR assault. Thì thầu như cái sau cái phản full bash thì mình thấy có rất là nhiều thay đổi và bắn rất là dễ chơi, và nó kiểu như các bạn trước khi mà ra cái bản full bash vừa rồi thì chắc là Battlefield nó đang bắn rất là chán, kiểu như là nó lỗi rất là nhiều, nó còn rất là bending, rồi một số lỗi khác là mình chơi rất là nản. Mà đến full bash thì mọi thứ đều được fix hết rồi, kiểu như là cái mọi người ở bên CTE đó đã hoàn thành công việc của họ, và bây giờ nó sẽ chuyển cái hết những cái đó vào cái phiên bản chính của game. Ý hay quá đẹp. Ồ, mấy có sniper. Ý có thằng này. Ồ, lên level 1. Headshot. Ok, đây là mình đi vào trong nè. Ý, đang coi nè. Mấy sniper nó chết rồi cũng không yên nữa. Đâu quá. Tụi này bắn rác quá. Nghĩa là tụi nào chơi pháo sáng nha, mình nhiều lúc mình không thấy được thật sự luôn. Bắn sniper mà cứ gặp bom mù hoặc là pháo sáng hoặc coi như lúc mình nạn. Mà hầu như thì cái ba map này tụi nó cứ spam tối ngày liên tục, spam không ngừng nghỉ. Thật sự là mình không thích mấy thằng nào tí nào. Mà mong nếu mình là có một cái server riêng mình bắn hết. Để coi nè, hồi sẽ chỗ nào đây. Có thằng đồng đội. Hết tướng tụi nó. Sniper. Headshot. That's right. Ui, lại cái sniper. Vừa nãy mình chết đúng là hơi nhảm thiệt. Vấn đề là vừa gặp một sniper, mình chỉ có cao cho lắm, bắn một phát hụt luôn. Kiểu như rồi, bắn một phát trúng mình luôn. Ui, support, let's go baby. Đâu quá. Bắn một rank quá. Là bắt đầu lắm thế, nghe bụp liên tục bên tai vậy. Gọi là Gọi là này thì bắn support đứng đó mà nằm. Ý, mấy mình trúng luôn cả Sniper. Nghe mấy chi. Ý, cầm SR 61 vậy. Bị bắn một phát, trúng luôn. Đấy, đợi hồi sinh kia. Chắc mình spawn ở đây quá, quay đồ bị kịch. Ui. Khó không? Mà khó, một phát trúng luôn. Quá phải cái đó phải là người mà là sẽ chết. Nó chết rồi. Hầu như cái pháo sáng rất là ăn hại. Kiểu như mình cầm cả BOD mình chỉ vào nó mà pháo sáng nó làm rất là chói, thậm chí cả BOD cũng không thấy được gì hết. Đi coi nào, xem có đứa chỗ nào ở đằng này hay không. Chắc mình cũng đi nên xong lên quá. Kiểm tra. Có hình có sniper. Kiểm tra một lần cho chắc nào. Trong mấy cái map này mình bắn hardcore thì mình rất là ngại ngại. Bắn chung với đồng đội hoặc là bắn đứng đằng sau đồng đội, kiểu như mình đang bắn nhầm đồng đội nó mắc cười. Kiểu như mình phải báo tin rồi xin lỗi nó tại sao bắn nó rồi. Mình tất nhiên là hardcore nó bật cả friendly fire. Mà cái thằng này hình như nó nãy giờ nó giết mình 2-3 lần rồi nha. Kiểu như gặp thành phần mình bắt đầu cây cứu mấy thằng này rồi. Mình vừa mới unlock được cái claymore kiểu như mìn. Chắc là lát mình phải trang bị vô để đặt mấy thằng này nào lỡ cho nó đạp lên. Ý, được cái Recon Service Star đầu tiên. Pháo sáng, tối ngày pháo sáng. Má đồng đội, tốt bụng vợ là đồng đội cho ăn nguyên quả bom ngay mặt. Cảm ơn nhiều luôn á.
vừa mới nhắc xong là bị đồng đội bắn bùm một phát hash. Hạnh phúc luôn. What the... Không sao, đang đứng hàng thứ 11. Ráng lên lát, chuyện kiểu như đứng top là chuyện bình thường thôi. Bắn hộ nó cũng lên thôi. Nhưng mà vấn đề là có đủ hay không là vấn đề. Mày thì mình cứ khoái nặng nha. Sniper có thể cứ nằm. Mình thật sự nếu mà mình cho các bạn một lời khuyên, nếu bạn nào muốn bắn sniper đừng có nằm nữa, nó thật luôn. Nằm nó không có giúp được gì đâu, trừ khi các bạn muốn bắn xa gì đó. Mình nói gì cũng không đúng nhiều lúc mình, tại vì mình thấy hướng của mình chơi là kiểu như aggressive recon, cho nên mình khi nào mình bắn kiểu như triple kill quá đẹp. Thì nói chung là mình cũng rất là khi là nằm, cũng không phải là nằm nữa mà là không bao giờ nằm. Tại vì nhớ đơn giản là các bạn chỉ cần nằm là kiểu như bạn sẽ tự biến bạn trở thành một cái mục tiêu dễ dàng hơn để địch nó bắn tới thôi, chứ không gì hết. Bởi nên bạn di chuyển thì nó nghe một cách ảo lầu trong cái game này là kiểu như là bạn có thể né luôn cái đạn. Cái này là điều có thể chỉ trong only in Battlefield man. Chỉ có trong Battlefield mà thôi, vấn đề là chỗ đó. Rồi sao có thể nó né đạn được luôn. Vậy là hay. Mà đợi thì chắc là rõ ràng là các bạn không né đạn, các bạn không nên thử nhà đâu. Nhưng mà trong game này thậm chí cả sniper rifle khi mà bạn khoảng cách nhất định thì né một chuyện bình thường, cho nên đứng lên mà bắn là dễ hơn nhiều. Thì thường mình bắn thì mình cũng muốn thường xuống tới cái cầu thang mình bắn ngay bên nhắm thẳng xuống khu C, nhưng mà vấn đề là bây giờ tụi nó đông quá, tụi nó cũng đang ép lên cái mình không thể nào xuống dưới được. Mình đang cố để xem có đường nào đi nữa không. Đâu quá, đâu quá. Snap, có một thằng. Cái này thì assault. Và mình vừa mới lock được cái boss rồi đó. Đâu quá. Có cái support nữa. Ý. Ui, cảm động thanh niên cứu bạn bằng medic ạ. Vấn đề là thanh niên vừa cứu bạn đã hình như là vừa mới lên dĩa bằng cái quả bom lựu đạn của mình. Đấy, hạnh phúc luôn, hai người ý thua. Thế đéo này. Vấn đề là thua cách nhau 8 ticket. What the hell? Thiệt hả trời? Để coi được bao nhiêu đi kinh nghiệm. Ok, mình đang level 10 đi Division 4 Skill the World. Bây giờ mình đã lên level 1. Quá đã. Ý. Mình đã vừa unlock được cái mìn M18 Claymore Sniper Rifle thì mình nghĩ là chắc mình cũng unlock cũng sắp hết rồi, không nói nào. Đúng rồi, mình unlock tới cái SRR luôn rồi. Thì hiện tại mình đang dùng Double Event thì nó unlock nhanh thôi chứ không gì hết. Và hiện tại đây là cái màn thứ hai của mình nha các bạn. Thì mình vừa mới chuyển sang một cái màn mới. Và mình đang ở trong độ US thì nếu mà nói thật lòng thì bên US nó có nhiều bất lợi. Nói đến bất lợi từ đầu tiên và lớn nhất có lẽ là đó là chính là cái map này. Nó bất lợi với cái map luôn rồi. Thì nếu mà các bạn bên này bạn sẽ xuất phát từ bùa C, bên kia nó sẽ xuất phát từ A. Và C thì từ nhà chạy lên C không có cách nào chạy nhanh bằng từ nhà của bên kia nó chạy sang A cả. Nó chạy một hồi là tới trước cái khi nào mình chạy hết. Kiểu như mình chạy bỏ hết tất cả rồi đó mà vẫn không tới kịp như tụi nó tới khu A đầu tiên như mình. Và nếu các bạn nào muốn chơi chung với mình thì các bạn có thể add mình trên Battlelog và nói chuyện riêng chẳng hạn. Mình rất là dễ tính, bạn chỉ cần vô nó tám chuyện mới hồi. Nếu bạn có chơi game này thì mình rất là dễ sẵn lầu chơi chung rồi nói chuyện vui vẻ, rất là dễ. Thì nếu bạn muốn chơi thì bạn có thể xem cái tên của mình ở đây là Minh Nghĩa S nha các bạn. Tên mình đó là Minh Nghĩa. Thì mình ngay mong đẩy đến này thì nằm. Vấn đề là chỗ đó nếu các bạn muốn thì các bạn chỉ cần lên Battlelog search cái tên mình là ra. Thì mình sẽ để vô cái phần description nếu các bạn muốn. Ok, let's do it. Sniper.
Ý, hốt gì mà hụt. Này, sniper. Trình còn kém. Đi ra, xong trốn ngoài luôn đi. Để xem ngồi đây còn ai nữa không? Chúng ta phải đề phòng, tại mình đang ở bên của B rồi, mình đã ép sát lắm rồi. Sniper. Tụi đó đâu quá, bắn ra quá. Hồi máu lâu quá. À, để xem team mình có nợ ép nổi của A hay không. Nhưng mà vấn đề 32 đấu 32 mà ép của A là khó quá, tụi nó đông quá. Ý, một phát trúng luôn. Quá hay. Nó phải nạp đạn. Khu này hay thường hay bị móc lớp lắm, cho nên mình phải cẩn thận. Có một thằng là những sniper đằng kia. Ơi, nó sót nó chạy rồi. Ê, qua vô. Kiểu ấy, kiểu không thấy chàng bom, thấy bà nội. Ui. Một đội đây luôn. Hình như còn 2-3 thằng nữa. Đi coi, ê, sniper. Trúng luôn, quá đẹp. Ủa má, ngồi trong đây mà đứa nào chạy bom vô vậy? Thấy bố đang bắn không mà ngồi đứng với chọi bom. Ở đâu mà chọi bom? Thấy bố đang bắn không mà chọi bom vô hả? Chạy vô. Ui. Không biết chừng nào mà ý. Ở xóa, ở xóa. Chắc mình nên rỡ cái súng á. Hiện tại mình vừa mới unlock được cái SR-61. Nhưng mà cái cây này bắn khá là chậm. Chủ yếu là mình bắn xa thôi chứ bắn gần mình nghĩ chắc mình cũng nên chơi tiếp game M45 này cho nhanh. Nạp đạn nhanh, bắn ổn, không đến đâu nào. Cái cây mà mình thích nhất trong cái game này là Gold Magnum. Đó là sở thích cá nhân của mình thôi, thì tùy các bạn mỗi người chơi mỗi ý thôi mà. Ú. Thì mình vô học sinh ngay đây. Đi coi nào, mình có đường nào đi nữa không. Vấn đề là mình vừa mới chuyển team sang. Giờ mình đang bắn cho Russia. Thì gần đây thì nó bị dễ hơn đại nãy đó. Kiểu như mình đang thắng nhưng mà vấn đề là phút sau cái nó ép ngược lại. Ép hết bưởi luôn. Bắn bây giờ mình phải đổi chuyển team. Kiểu như thế nó cũng hơi buồn cho team cũ. Nhưng mà đành thôi, nếu không team này thua chắc chắn. Nhìn kiểu gì cũng thua. Thấy các bạn chơi thì dễ dàng, kiểu một bên là tập trung mấy thằng gà, một bên tập trung mấy thằng rồ, bắn kiểu gì. Ví dụ bạn bên team gà đây bắn kiểu gì cũng thua. Gỡ kiểu nào, mà kiểu như các bạn gánh team, gánh cỡ nào, tụi nó cũng không có thể nào, tụi nó kéo lại hết được. Chơi kiểu như không có cân bằng về đồng đội thì bằng mình lắm. Còn ví dụ nhắc tới một cái vấn đề trong cái map Nice Strike của Naval Strike, nó có đề một cái bản không sợ đồng đội, không sợ địch. Bắn bá đạo mà chỉ cần chỉ sợ đồng đội ngu hơn. Cũng là ná trong vấn đề. Chẳng hạn như hai tiếng này đứng không làm gì mà cứ đứng thụt ra đây nằm xuống rồi canh đợi kiểu như cam đứa nào ra bắn thôi. Đa phần là mấy tiếng này khá là khói cam trong cái map. Ý, quá đẹp. Unlock được cái Range Spider luôn. Vừa mới chơi được bây giờ cũng đã cuối cùng cũng đã có được cái Range Rider. Xin mình đang có ai nữa không? Để coi. Một phát dính luôn, dính luôn một người. Chắc dưới này mình phải canh thêm một hồi nữa. Tại dưới khu này là khu dưới là từ nhà thường khu C của tôi nó chạy lên thì mình phải canh như đây thì mới biết là tụi nó đi ra hướng nào. Chúng luôn một thằng. Ui, support nhiều vậy. Ủa, đâu ra cái thằng engineer đồng đội. Mấy nó spawn đâu hay vậy. Ủa mà nó có chung SWAT thì mình đâu mà sao nó spawn được trên mình hay. Ừ,
need a medic, I'm hurt. Hurt my ass, man. Không, mình đang chạy lên. Ơ, có thằng sniper giống mình. Bự quá. Đông vào là. Ý, engineer một phát quá đẹp nghe mọc. Ý, mém đang cơ là mình bắn luôn cái thằng engineer kia luôn rồi. Có thằng sniper tối ngày cứ ngồi và dễ làm cho người ta bắn. Ý, thằng số bắn, giờ này bắn trên quá. Trong sau cái Dragon phía thì mình thấy cái cây Bulldog bắn là bá đạo nhá. Mà vấn đề cái đó bắn không quay là bá đạo đâu, mình nó OP thật sự. Kiểu như là bắn và phát lên dĩa ngay mình cũng chạy hiểu đó. Mình cũng thật sự mình cũng có unlock cái đó rồi nhưng mà mình cũng không biết tại sao mình bắn kinh đến như vậy. Mà khi mình cầm thì nó cũng không có bá được như mấy thằng này kia nó cầm. Mấy thằng kia nó cầm bắn bút lên dĩa bút lên một phát ngay đầu quá đẹp. Thì đại loại như vậy thì mình cũng không biết sao nữa. Thì mình cũng không thích cây Bulldog cho lắm. Nhưng Bulldog nó mới dịch được nó sao ta? Chó ngào hả? Mà thôi kể đi. Chụp luôn. Qua đây. Đâu quá. Có sniper. Ý hụt. Nói nên chết. Cuối cùng cũng trúng. Sao tuần này nó cứ chọi bao mù quanh năm nên nhiều lúc mình không thấy gì hết. Nhất là trong trường hợp mà mình đi này. Chắc cũng phải dùng VOD coi ly coi lại mới biết nó đứng đâu mà bắn. Biết chúng nó trời. Coi lại hả? Ý dở đây. Double kill quá đẹp. Thôi mém nữa ăn nguyên quả RPG mà. Engineer. Ôi ảo rồi. Nhiều lúc mà kiểu như nó bắn đầu đạn á, kiểu như bạn bắn nó chết trước thì kiểu như đầu đạn nó sẽ không bị bay như người bạn. Mà nhiều lúc mình cũng bắn như vậy mà kiểu như nó không ăn đam luôn. Và vấn đề là từ sau này nó ăn đam vậy mới bực chứ. Mà trong cái ván này thì team mình là thắng. Division 3 Skill the World. Bắn một dáng mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm, quá và lạ luôn. Kiểu này chắc lên level 130 cũng nhanh không đến đâu nào. Còn ráng đi nghĩa rồi, còn có vài 100 mấy cấp nữa thôi, có gì đâu. Và mình nghĩ là tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem qua. Mình sẽ quay trở lại với tập tiếp theo. Nếu các bạn muốn, hãy cho mình biết một phần comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem qua.